nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương ngày ấy, bây giờ. 2 năm sau khi giải nghệ, Vũ Thị Hương sang Australia định cư, hiện có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai. Vũ Thị Hương sinh năm 1986 tại Thái Nguyên, là ngôi sao số 1 của Điền Kinh Việt Nam nội dung chạy ngắn giai đoạn 2003-2013. Trong sự nghiệp, Vũ Thị Hương từng giành 6 huy chương vàng SEA Games nội dung 100m và 200m tự do nữ. Bên cạnh đó, cô còn là nhà vô địch nội dung 100m tại ASEAN Indo Games 2009. Vận động viên gốc Thái Nguyên giành 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng tại giải vô địch Điền Kinh Châu Á năm 2007 và 2009. Vũ Thị Hương không có đối thủ trong gần 10 năm tại đấu trường Đông Nam Á. Năm 2015, cô giải nghệ do chấn thương ảnh hưởng tới phong độ. Sau khi giải nghệ, Vũ Thị Hương mở một công ty truyền thông về thể thao. Dù vậy, cô chỉ làm công việc này một thời gian rồi lấy chồng, sau đó sang Australia định cư. Vũ Thị Hương sang Australia sinh sống từ năm 2017. Cô được khen ngày càng xinh đẹp, quyến rũ sau khi giã từ sự nghiệp vận động viên. Năm 2023, Vũ Thị Hương được nhận quốc tịch Australia. Cô cho biết hiện hoàn toàn thích nghi với cuộc sống tại xứ sở chuột túi. Vũ Thị Hương đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và con trai. Ông xã hơn Vũ Thị Hương khoảng chục tuổi, làm về lĩnh vực ít, còn con trai cô chào đời tháng 2 năm 2019. Đến nay, Vũ Thị Hương vẫn chưa đưa con trai về thăm Việt Nam do cậu bé bị dị ứng nặng với nhiều thứ. Điều hài lòng nhất trong những năm qua với tôi đó là có một người chồng tuyệt vời, một cậu con trai rất tình cảm và đáng yêu. Tôi vốn dĩ là một người cá tính mạnh nên để có được một gia đình hạnh phúc như hiện nay tôi phải biết ơn ông xã rất nhiều, Vũ Thị Hương trả lời ngôi sao khi được hỏi về điều cô hài lòng nhất sau 7 năm sống tại Australia. Vũ Thị Hương được mẹ chồng rất quan tâm, yêu quý. Cô cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi có mẹ chồng tâm lý, chiều mình. Hiện tại, gia đình Vũ Thị Hương sống trong ngôi nhà cạnh bờ biển ở Homestead, Mandurah, phía tây Australia. Năm 2017, ông xã chi hơn 1 triệu USD để mua ngôi nhà này làm quà tặng cô. Vũ Thị Hương không còn thân hình săn chắc như trước nhưng trắng trẻo, nuột nà hơn. Cô hiện vẫn chủ yếu ở nhà để chăm sóc gia đình nhưng dự định đi học để sắp tới đi làm, có công việc riêng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.